Việt có Hòa Minzy, Hàn có Jisoo, hai mỹ nhân đeo cà kheo nhảy múa sập sình. Jisoo thấp bé nhất nhóm lúc nào cũng diện guốc cao cả chục phân, vẫn di chuyển bình thường còn nhảy cực cháy trên sân khấu. Hòa Minzy sơ hở là diện guốc cao hơn thua với dàn hoa hậu, chị bé hạt tiêu nhưng lúc nào cũng như mét 9 nhờ những đôi cà kheo cao hú hồn. Không có được chiều cao đáng mơ ước, song Jisoo và Hòa Minzy vẫn có thể khiến người khác phải ngước nhìn nhờ những đôi cà kheo cao cả chục thậm chí vài chục tấc. Quan trọng là dù có đi cao gót, nhưng hai chị đẹp vẫn đi lại bay nhảy rất tự nhiên, không hề cảm thấy áp lực chút nào. Sở hữu chiều cao khoảng 1m62, Jisoo tuy nhiều tuổi nhất nhưng lại là thành viên thấp bé nhất nhóm. So với Jennie, Lisa, Rose thì chị cả của Blackpink thấp hơn vài centimet. Dẫu vậy, khi lên sân khấu, Jisoo vẫn có được vóc dáng cân đối, gần bằng với các người em của mình nhờ diện những đôi cao gót cực khủng. Diện một đôi cà kheo cao cả chục phân, nhưng Jisoo vẫn có thể đi xuống cầu thang mà không cần nhìn, thậm chí còn trình diễn chuyên nghiệp hơn cả người mẫu. Vì là idol, nên việc Jisoo lên sân khấu nhảy múa là chuyện không thể tránh khỏi. Dù vậy, stylist vẫn thường xuyên chuẩn bị cho Jisoo những đôi cà kheo cao lênh khênh hay diện luôn giày cao gót nhọn. Chị cả Blackpink vẫn thể hiện vũ đạo cực mượt, chẳng hề bị chật một nhịp nào. Showbiz Hàn có Jisoo, còn showbiz Việt dĩ nhiên phải gọi tên Hòa Minzy cho những đôi cà kheo cao vài chục phân. Cả Đức Phúc, Eric đều từng hú hồn khi thấy những đôi giày cao cực khủng của bà chị. Mặc cho việc đi đứng trên những đôi giày cao lênh khênh, Hòa Minzy vẫn di chuyển rất nhẹ nhàng, không hề có sự khó khăn nào. Diện được giày cao đế khủng, Hòa Minzy luôn xuất hiện với vẻ ngoài xinh đẹp và cao ráo. Cô nàng sơ hở là đi đọ chiều cao với các hoa á hậu. Dù bé hạt tiêu nhưng chẳng hề lép vế, bởi chị đã có bí quyết mang tên giày cao gót. Đi đứng bình thường đã đành, lên sân khấu hát nhảy, Hòa Minzy cũng diện những đôi cà kheo này. Ấy thế mà nữ ca sĩ vẫn biểu diễn cực sung, chẳng hề chật nhịp. Với khả năng mang giày cao gót cực đỉnh, Jisoo và Hòa Minzy xứng đáng là những bà hoàng cao gót của showbiz Hàn, Việt. Cỡ người mẫu cũng phải học tập hai chị khá nhiều, vì không phải ai cũng diện cao gót rồi đi xuống cầu thang tằng tằng được như vậy đâu.